Sáng 27 tháng 4, Việt Nam đã sang ngày thứ 11 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Sáng ngày 27 tháng 4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca bệnh mắc mới được ghi nhận đến sáng nay. Hiện số ca bệnh vẫn là 270, như vậy, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 11 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Để duy trì tình trạng khả quan này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt 5 điều sau để phòng chống COVID-19. 1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. 2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.